Đây là MC Quỳnh Thơ nè cả nhà. Dạ, Quỳnh Thơ xin kính chào bà con cô bác. Dạ. Dạ khổ lắm, MC đi làm không có tiền. Nãy giờ vé một buổi là không có đủ tiền cho tiền taxi. Em cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ. Chúc MC tối nay có dẫn chương trình thật là thành công ha. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc quý vị khán giả luôn luôn vui khỏe và bình an. Nhớ subscribe kênh của anh Sang nha. Kênh của anh Sang bữa nay là tại kênh gì vậy? Sang Sài Gòn á chị. À, à, cảm ơn Quỳnh Thơ nhiều nha. Rồi ca sĩ Châu Ngọc Tiên nha. Đây là quà của Châu Ngọc Tiên. Đi với nghệ sĩ Châu Thanh. Rồi, lãng hoa của Châu Ngọc Tiên và nghệ sĩ Châu Thanh nha. Mới vô. Này lãng hoa của ca sĩ Cẩm Loan, kính dân tổ nghiệp mà, rồi rất đẹp luôn cả nhà. À. Rồi đây nghệ sĩ Thi Nhung, lãng hoa và trái cây. Hiện tại giờ ca sĩ Phạm Thái nè cả nhà đến hội quán ngôi sao miệt vườn nha. Bữa nay tới hả? Ca sĩ Phạm Thái nha. Đây ca sĩ Phạm Thái rất đẹp trai luôn. Ca sĩ Phạm Thái. Ca sĩ Cẩm Loan lên cả nhà. Có mặt ở hội quán ngôi sao miệt vườn của anh Khương Dừa. Ca sĩ Cẩm Loan á, chạy xe rất ngầu luôn, rất dễ thương luôn. Rồi chào chị. Rất ngầu luôn, chạy xe rất đẹp luôn. Ca sĩ Cẩm Loan là chạy xe dắt ngầu luôn, đi đến hội quán ngôi sao miệt vườn luôn. Đây, ca sĩ Cẩm Loan nha, rất đẹp luôn, chạy xe dắt ngầu luôn. Dạ má máy luôn hả chị. Dạ cười lên nha. Rất là dễ thương luôn. Rồi. Rồi. Chúc chị có một đêm nhạc thành công nha. Rồi chào chị. Tại bây giờ ca sĩ Nhật Minh đã ghé hội quán ngôi sao miệt vườn nha. Rồi mình rất đẹp trai dễ thương luôn. Rồi đứng lên ngay xe luôn nha. Rồi lấy luôn chân luôn. Rồi quá đẹp. Rồi ca sĩ Nhật Minh nè cả nhà.
chậm cho quay cái rồi lắng qua cái. Rồi. Cảm ơn luôn. Dạ hiện tại về ca sĩ Nhật Vinh đã vô cái nhà. Là ca nhạc sĩ Sơn Hạ nha cả nhà. Rồi ca nhạc sĩ Sơn Hạ nha. Rồi ca nhạc sĩ Sơn Hạ nha cả nhà. Đẹp, rất đẹp luôn. Đó, đẹp trai luôn. Ca nhạc sĩ Sơn Hạ quá đẹp trai. Rồi, quá đẹp trai luôn. Anh sĩ Sơn Hạ đã có mặt hậu quán ngôi sao Miệt Vườn. Bây giờ Xuân Hòa nè cả nhà. Đây, đã có mặt hậu quán ngôi sao Miệt Vườn anh của anh Khương Vườn nha. Rồi ca sĩ Xuân Hòa đã có mặt ở hội quán nha. Tại bây giờ ca sĩ Thi Nhung cả nhà. Rồi, chào ca sĩ Thi Nhung nha, rất đẹp luôn, lái xe cực ngầu luôn. Đó. Đó, lái xe cực ngầu luôn nha. Đó. Dạ. Người đẹp thì lái xe cũng đẹp luôn. Đó. Xe đẹp luôn nữa. Đây, ca sĩ Thi Nhung ở cả nhà. À, rất đẹp luôn. Rồi, à, ca sĩ Thi Nhung rất đẹp luôn, rất dễ thương luôn. Chạy xe cực ngầu luôn. Về ca sĩ nghệ sĩ ha, nghệ sĩ Thanh Ngọc. Dạ. Dạ, nghệ sĩ Thanh Ngọc rất là dễ thương luôn nha. Dạ xong. Đây. Ấy da. Rồi ca sĩ Trong Ngọc Tiên ra về cả nhà. Rồi chào chị. Bây giờ nghệ sĩ Linh Tâm rồi cả nhà. Rồi vô xe này vô đi. Rồi nghệ sĩ Linh Tâm luôn. Rồi chào anh. Giờ cặp lên khăn đi. Ông ngồi trên ghế của chú Khánh.
Dạ, hiện tại giờ chú Linh Tâm nha, lại có mặt ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn của anh Cương Dừa. Rồi. Rồi, ngó lên. Đẹp. Dạ, dạ. Rồi, chú Linh Tâm rất đẹp luôn, rất dễ thương. Dạ, dạ, dạ. Dạ, chào. Tỷ Trường Sơn đã có mặt ở quán ở Sa Miệt Vườn nha. Có thể lại ngay bàn ban tổ chức để thông tin cho tôi vừa để tôi vừa sắp xếp sớm xíu. Còn những anh chị em nghệ sĩ nào mà hôm nay là dành trọn một ngày cho dỗ tổ á thì có thể chuẩn bị chảy hơn xíu. Rồi ca nhạc sĩ Trường Sơn nha, rất đẹp trai luôn. Rất gặp tay, rất dễ thương luôn. Rồi chào anh. Sĩ Linh Tâm ra về cả nhà. Hey, sĩ Linh Tâm ra về nha. Rồi chào chú nha. Hẹn gặp lại. Tâm sự đời nghệ sĩ. Yeah. Xin mời người có thích xin mời ạ. Giờ hiện tại ca sĩ Nhật Minh ra về cả nhà. Giang Thế Điền. Rồi, rất dễ thương luôn. Lên sáng nha. Vũ Thanh nè cả nhà. Có mặt ở hội quán ở Sao Miệt Vườn nha. Rồi chào anh Thanh. Có mặt ở hội quán Sao Miệt Vườn nha. Rồi chào anh Thanh. Ừ.
sĩ Hồ Bích Trâm nha. À, có mặt hội quán hội sang miền vườn anh Khương vừa. Gì con? Con tên gì hả? Con tên là Kim Tiểu Anh Thư. À, Kim Tiểu Anh Thư hả? Đi hai chị em luôn hả? Con đi, con đi hát phải không? Dạ. Ba người, ba chị em luôn, bốn em luôn. Rồi. Bạn ha. Rồi, bạn tên gì vậy bạn? Con tên gì hả? Kim Tiểu Anh. À giờ giỏi rồi, đầu tú Lương Hồng Huệ nha, vừa xinh đẹp vừa hát hay nữa. Rồi rồi rồi, cảm ơn chị. Các bạn ơi,
này ôi vui quá, nhìn ngày này tôi cũng thấy dễ thương vô cùng. Người ơi, cả nhà ấm đám rủ nhau vào xem phim là vui, còn chỉ chính đi cùng con cháu vào thật sớm để dành ngay trước xem cho gần nó đã làm sao gặp gỡ nhau đây. Thank you.